Lẽ nào bây giờ anh ấy cũng đang nhớ tới mình, sau đó cảm ứng truyền sang cho mình. Tối rồi ai gọi vậy? Còn ai được chứ? Trong lòng tôi cảm nhận được rồi. Anh muốn tôi gọi điện cho anh. Lại sao nữa đây? Hả? Anh không cảm thấy giọng nói của tôi hôm nay vô cùng dịu dàng sao? Tôi đang thấy phiền đấy. Chỗ của tôi đang mưa. Tôi đang nghĩ phía bên anh chắc cũng đang mưa có phải không? Tôi đâu phải là đài khí tượng.